Chào toàn thể anh nuôi ong. Nay thứ hai ngày 30 tháng 7 dương và 14 tháng 6 âm lịch. Nay tôi có làm một cái đề tài video. Thì trong cái nghề ong kênh thì tôi cũng tếu táo nó cũng lâu rồi. Thế nào là nuôi ong? Thế nào là cầu sơn lít và quắc xê? Thế thì hôm nay là chỉ có nói về ong cho miền Bắc thôi nhé. Cái cầu sơn lít ấy là cái cầu nó không vuông, bị ong thợ nó cắn, nó vát chéo chữ V này, gọi là sơn lít và quắc xê. Thế thì nay tôi sẽ nói về cái vấn đề này. Thứ nhất, thế nào là cầu sơn lít và quắc xê? Cái thứ hai là thời điểm, thứ ba là nguyên nhân, và thứ bốn là cách khắc phục. Cầu chữ V thì như ông chuyên nghiệp chúng tôi cứ thỉnh thoảng ngồi vui với nhau, trêu nhau này. Khi mà nguồn mật khan hiếm, đàn ong đông quân, ong thợ không có việc làm thì nó sẽ cắn cầu. Đầu tiên là nó cắn hai bên góc, nó tạo thành hình chữ V này. Thì dân chuyên nghiệp nuôi ong trêu nhau gọi là cầu sơ lít và quắc xê. Chúng ta nhìn xem bên hình ảnh. Thế thì nguyên nhân hai là nguyên nhân thứ nhất là đàn ong nó phải đông, đàn ong đông đông là nhiều ong thợ. Đấy. Cái thứ hai nữa là thời tiết là bất thuận, có khi là đang nắng nóng thế này lại gặp mưa. Đấy. Rồi đang thời tiết gọi là râm mát thì lại gặp nắng nóng về mùa hè. Rồi tình trạng đang có phấn rộ này, giờ tự dưng nó lại mất phấn hàng 10 năm, 20 ngày, có khi hàng tháng trong vụ hè thu này. Về mùa đông thì thời tiết là đang rét bình thường như thế này, tự dưng rét đậm xuống tới 10 độ, làm đàn ong đột ngột thì ong chúa nó sẽ dừng đẻ. Khi mà cái đàn đông quân, ong chúa dừng đẻ kết hợp với thời tiết và nguồn phấn kém, ong thợ không có việc làm, quay ra nó sẽ cắn cắn cầu. Nên nhiều khi nó cắn cầu cũ ở giữa này thì chúng ta cứ bảo là sâu bánh tổ. Đấy là những kênh vịt nói ra, chính là do ong thợ không có nguồn, thứ nhất nguồn phấn và đàn ong đông, thời tiết bất thuận, không có việc làm, quay ra nó cắn vát cái cầu này ra. À, đấy là tình trạng dẫn đến cầu sơ lít quắc xê, tôi gọi nó tạo thành chữ V. Đấy. Thường cầu sơ lít và quắc xê mà do ong thợ cắn thì nó rơi vào vụ hè thu là một, là ong vượt hè, và vụ đông xuân là ong vượt đông. Vụ hè thu thì thường thường từ tháng 7 dương và tháng 8 dương, trong vòng 2 tháng. Ở miền núi các vùng miền thì có khi nó xê dịch lên tới tầm 10 hay là 15 ngày nữa. Đấy. Còn về vụ đông xuân thì trước Tết là tháng 12 âm và tháng 1. Thì trong cái thời điểm đấy là thứ nhất thời tiết khắc nghiệt này, thứ hai là nguồn mật phấn kém này,
Đấy. Thế thì thời tiết là nó khắc nghiệt, về mùa hè tôi vừa phân tích rồi nữa, nóng thiếu phấn thì ong chúa sẽ dừng đẻ, thì cái đàn ong đông quân là nó sẽ quay ra nó cắn cầu. Đấy, mùa đông cũng thế, gặp không khí lạnh vào là nó sẽ cắn. Thế thì cách khắc phục tình trạng tránh bị cầu ong solid đấy, do con đàn ong tạo ra, nó cắn cầu mà. Khi vụ hè thu mà kết thúc, chúng ta cảm thấy gọi là đầu vụ xuân hè, chúng ta phải mở hòm ong ra, chúng ta kiểm tra. Nếu mà ít quân, chúng ta phải rút cầu tiếp. Nuôi ong là phải đầu tư, phải cho ong để cho ong kích thích đẻ và cơi nới những cái chỗ nó cắn đi, nó cơi vuông ra. À, cơi vuông ra trong vụ hè thu là đầu vụ, cuối vụ hè thu và đến đầu thu đông là chúng ta là phải chỉnh đốn đàn ong, mở kiểm tra này, rồi cắt sửa gọi là bánh tổ, kích thích cho ong ăn để nó cơi cho nó vuông ra. Đấy, cơi vuông ra, đấy là vụ hè thu, đấy là công tác của cuối hè thu vào vụ đông xuân. Đến ăn Tết xong vào vụ đông xuân là cái này rất quan trọng để chúng ta chuẩn bị vào vụ vải nhãn nhé. Đấy, thì ăn Tết xong rồi chúng ta cũng phải bới hòm ong ra. Đấy, trong cái thời gian gọi là ong vượt đông đấy, là nó đàn ong mà nó đông ấy, kể cả chúng ta cho ăn cực tốt nhưng mà nhiều lúc thì chúng ta mãi không thể được, thì chúng ta là phải cũng phải kiểm tra đàn ong. Ít quân mà cầu nhiều là phải rút cầu. Đấy, rút cầu xong là cắt sửa hai bên góc bánh tổ, quạt cho nó vuông vắn đi để cho nó toan, kết hợp cho nó xây cơi nới trên tầng, cơi nới cái chân cầu ra cho nó vuông. Đấy, khi nó vuông xong thì nó không thành cầu solid nữa. Và cách thứ ba, trong cái vụ hè thu mà ong mà nó không cắn, đàn ong đông nhưng mà không cắn, nhưng mà nó nếu mà có nguồn mật tự nhiên mà nó cứ ập về thì nó không cắn. Đấy, nguồn mật mà không có thì chúng ta là phải cho ăn. Khi đàn ong mà đã no thế thì nó ít phá bánh đổ. Và cái thứ về cái vụ về gọi là ong vượt đông, gọi là đông xuân ấy. Đấy, thời tiết thì nó rét đậm rét hại, từ từ nó ập đến. Đấy, mà chúng ta mà cho ăn tốt mà đàn ong đông quân thì nó không bao giờ nó phá. Thiếu phấn thì chúng ta phải, trong hai cái vụ này là chúng ta phải bỏ luôn. Đấy là cái cách khắc phục. Còn đàn ong về vụ dưỡng, nếu mà nguồn mật chưa có, đói là nó phải có từ 3 lạng đến 4 lạng quân, đây là ong thợ bám trên một cầu. Chúng ta cứ cân thử lên, làm cái gì cũng phải thử đi. Còn về mùa hè này nhé, ngay tình trạng bây giờ ở vùng miền núi mà lúc nào cũng cứ kêu mật căng thì đàn hai cầu là phải có từ 9 lạng đến 1 cân quân. Cách mà chúng ta thử nghiệm mà khảo sát thì các bạn cân cả cái hòm ong ấy lên, đặt lên cân ghi tổng số, xong chúng ta rũ ong thợ ra ngoài, đổ hết ong thợ trong hòm ong đấy
đưa hai cái cầu đấy vào, nhớ là phải bắt ông chúa rốt trong lòng. Ông thợ đổ hết ra, rồi chúng ta cho hai cái cầu đấy vào, chúng ta cân cùng cái hòm đấy, ván ngăn rồi máng rồi các thứ chúng ta cân lên, lấy tổng cân ban đầu và trừ đi cái tổng vừa rồi xem là nó được bao nhiêu. Nuôi ong như một số kênh vịt cứ bảo là có nhiều mật, nhưng mà mật giờ là nó không vít nắp vì nó do thiếu phấn, thiếu quân. Có vít nắp là do thời tiết, chúng ta cứ cắt cái màng ra này có khi chỉ được nửa lỗ sau bọt lên. Thế thì một số kênh vịt này, có khi cái đàn bốn cầu tôi trông ấy thì chắc vào tay tôi dồn vào nó chỉ được độ khoảng cầu rưỡi quân thôi. Như tối hôm qua tôi chia sẻ đấy, người ta cố tình là người ta quay thôi, còn đã chưa vít nắp nhá, chưa vít nắp. Như tôi là tôi giữ nguyên, là tôi để nguyên đàn ong, tôi không khai thác nữa để cho giữ cho nó bền ong. Họ mới nuôi người ta cứ tính theo cái sản lượng. Nuôi ong đã mùa mật là chúng ta là phải khai thác triệt để, triệt để. Nhưng mà vào cái thời gian nào, khi đã bước sang cái vụ mật xuân hè đấy, năm nay là cái đầu vụ đấy, là trong vòng cuối tháng 3 âm và đầu tháng 4 âm đấy, là chúng ta mất 2-3 vòng, thời tiết nó không thuận lợi, cũng một số nơi để do đàn ong nữa. Nhưng mà về tầm cuối tháng 5 âm và đầu tháng 6 âm này thì có vẻ là nhiều mật lắm, nhiều mật lắm. Nhưng mà do thời tiết là nó khắc nghiệt, thời tiết nắng nóng về tầm đầu tháng 6 này âm đấy, mà so với tháng 4 là chất lượng mật tháng 5 là không bằng mật tháng 4 âm được. Đấy, chúng ta chú ý. Thế thì rút cầu sửa cầu và đầu tư cho đàn ong, đấy là nhiệm vụ của người nuôi ong. Nuôi ong là chúng ta nuôi con ong mang lại kinh tế. Nuôi ong thì để lấy mật, nhưng các bạn có bán được mật không? Thế thì bán được bao nhiêu mật thì nuôi ong cần đấy. Nuôi ong là phải di chuyển, nuôi ong phải di chuyển. Thế giờ một số kênh vịt cứ khoe ong lên, nói chung là cầu sơ lít rất nhiều. Đây là không áp dụng được theo quản lý ong theo thời vụ. Thế thì năm nay một số người, một số anh em và các bạn làm rất chuẩn, bo phấn sớm, giữ thế đàn ổn định. Thế đàn ổn định làm sao? Gọi là vụ mật hè đó, tôi gọi mật rừng, nó là mật keo, đánh đường trường đấy, thì nó đánh rất dài ngày. Người ai mà bo sớm giờ quân vẫn ổn định và người ta vẫn cứ quay được mặt. Cái này là theo từng người mà quản lý ong. Còn một số kênh vịt cứ đi khoe rồi mật nhiều mật nọ kia, nhưng mật mà nó đàn ong mà phát triển tốt thì thứ nhất là nó phải cơi cái phần mật, là nó phải cơi phồng lên. Đấy là nguồn mật có nhá, không có phấn mới bo nhá, thì nó phải cơi phồng ra và nó kéo. Đầu tiên là nó phải kéo mật lên chứ nó không đổ tràn ra là vít tẹt như thế này. Nó phải cơi phồng lưỡi chai này. Dạ quý. Thì hôm nay tản mạn cái video về cầu sơ lít, mong tất cả là anh em nuôi ong cùng các bác các bạn ủng hộ và cho những cái lời bình luận. Tính tôi thì hay tếu táo, một số kênh làm về YouTube về đề tài con ong, tôi gọi là kênh vịt mà tôi cũng chửi nhiều đấy, vì thắng mặt không phải chỉ ít.
Vì nuôi tại chỗ, thứ nhất là thâm niên ít, thâm niên thời gian nuôi ong ít. Cái thứ hai là số lượng đàn ong ít. Thứ ba là nuôi tại chỗ không di chuyển. Mà người ta được cái là người ta tài cái độ nín, không chọc ghẹo. Thì hôm nay cũng tản mạn với toàn thể gọi là khán giả nuôi ong thêm một cái về cái vấn đề cầu sơn lít và quắc sên. Xin chào tạm biệt.